sĩ Đâu Nhi có tên thật là Mai Hồng Ngọc. Cô sinh ngày 13 tháng 10 năm 1988. Sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu với những ca khúc hit dành cho lứa tuổi teen như là Khóc, Bối Rối, Bí Mật Của Hạnh Phúc và Lời Thú Tội Ngọt Ngào. Đâu Nhi sinh ra tại Hà Nội. Ba mẹ của cô có hai người con gái, cô và người chị hơn cô 6 tuổi. Đến năm 2 tuổi thì gia đình cô chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Cô từng là sinh viên trường Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Đông Nhi là một nữ ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ hát theo thể loại nhạc teen hay nhạc trẻ. Cô được xem là một trong những ca sĩ đầu tiên của phong trào ca sĩ bước ra từ thế giới mạng. Thân thiện với fan, không scandal, dòng nhạc dễ nghe, ca từ sâu sắc, Đông Nhi trở thành một trong những ca sĩ đắt sâu nhất hiện nay. Ngày 19 tháng 11 năm 2009, Đông Nhi đã tạm ngừng diễn xuất 2 tháng vì lý do sức khỏe của cô không cho phép. Trước đó, cô đã cấp cứu sau khi biểu diễn. Trong một thời gian xuất hiện tin đồn cô có bầu khiến cho ca sĩ Đông Nhi phải lên tiếng. Đến tháng 9 năm 2010, Đông Nhi đã trở lại sự nghiệp ca hát với album đầu tay The First Step. Đúng một năm sau, thì cô tiếp tục phát hành mini album The Singer. Album có sự kết hợp với nhạc sĩ Đức Chí, cùng với những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ như Linh VND, Lưu Thiên Hương, Mr. Zero, v.v. Vào đầu năm 2012, Đông Nhi đã tham gia lồng tiếng phim hoạt hình Hollywood The Norris cùng với MC nổi tiếng Thanh Bạch. Cuối tháng 4 năm 2012, Đông Nhi đã cho ra mắt album Sau Mỗi Giấc Mơ. Đây là MV đầu tiên quay hoàn toàn dưới mặt nước. Cho em ân ái dâng trào, anh cho em ngỡ tình đẹp tựa chiêm bao. Câu yêu chưa nói trọn lời, bên nhau nỗi tiếc một đời. Chơi với cay đắng cùng lạc về hai đứa, vẫn mong người rời xa nghẹn ngào lên mắt đắng. Năm 2013, Đông Nhi đã chia tay quản lý Bằng Phương và cô hoạt động âm nhạc dưới sự quản lý riêng của công ty Sixth Century Entertainment. Sau khi cô gia nhập vào công ty, thì các sản phẩm âm nhạc của cô đã được đầu tư rất bài bản và được chất lượng hơn. Năm 2013 là năm đại thắng nhất của Đông Nhi khi mà cô đã giành được 10 giải thưởng tại các chương trình âm nhạc trên toàn cả nước. Đầu năm 2014, Đông Nhi phát hành album Vol 2 I Wanna Dance với thể loại nhạc dance điện tử, đã gửi tới fan hâm mộ các ca khúc hay như là I Wanna Dance, Giận Lòng hay Bar v.v. Cuối tháng 9, Đông Nhi đã đồng ý lời mời để làm giám khảo cho chương trình Vợ Chồng Mình Hát cùng với ông Cao Thắng. Ngàn lời lúc ấy đã bóp nát trái tim em vỡ tan. Mỗi hôn ngày đó cũng chỉ như làn gió. Người dành cho ai khi yêu thương em vẫn chưa đau đớn. Xin anh đừng. Tháng 10 năm 2014, Đông Nhi đã cho ra mắt MV Best Boy và gây sốt trên các bảng xếp hạng Yoko của Trung Quốc, Tây Ban Nha. Bài hát đã giúp cô giành được giải ca khúc dance điện tử được yêu thích nhất tại lễ trao giải thưởng Zing Music Awards 2014 và lần thứ tư được vinh danh là nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Bài hát này là bước ngoặt sự nghiệp của Đông Nhi, xây dựng một hình ảnh cô ca sĩ gợi cảm quyến rũ với dòng nhạc dance EDM hiện đại và có xu hướng của thế giới. Đông Nhi được vinh danh là một nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại gian V-pop 20 Awards. Ở giải Mai Vàng, Đông Nhi đã đoạt giải nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất. Từ khi cô khởi nghiệp đến album đầu tay The First Step vào năm 2010, Đông Nhi đã ghi dấu ấn bởi các tác phẩm mà do cô tự sáng tác cũng như rất thành công khi đi vào lòng khán giả trẻ. Và con đường nghệ thuật cũng rất rộng mở hơn khi các sản phẩm âm nhạc của cô luôn được khán giả chào đón như là một bản hit vào thời điểm đó. Cho em một lần yêu, Sau Mỗi Giấc Mơ v.v. Nếu như ca khúc The First Step 2010, Sau Mỗi Giấc Mơ 2012 là một sáng tác mang yếu tố của dòng nhạc pop hơn cả, thì âm điệu dance lại được mang đậm chất trong I Wanna Dance 2014, Best Boy 2014. Đông Nhi cũng đã thổ lộ việc lấy những nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm làm hình mẫu cho mình. Đông Nhi là một nghệ sĩ chăm lo đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, không chỉ về giọng hát của cô mà còn cả về yếu tố hình ảnh hay vũ đạo, và cũng là một nghệ sĩ có sự lột xác về hình ảnh và dòng nhạc trong sự nghiệp của mình nữa. Đông Nhi có sở hữu một chất giọng nữ trung, tuy vậy nhiều khán giả nhìn nhận Đông Nhi về cảm xúc và khả năng truyền cảm giọng hát nhiều hơn là kỹ thuật biểu diễn. Vũ đạo là một lợi thế của cô, lối trình diễn này vừa hát vừa nhảy lại đòi hỏi kỹ thuật lấy hơi và thở phải điêu luyện. Song giới chuyên môn và các khán giả đã đánh giá một Đông Nhi luôn có sự cống hiến cũng như sự trau chuốt các sản phẩm âm nhạc của mình, từ đó nó thể hiện được sự chuyên nghiệp ở cô.
rằng ông Cao Thắng và Đông Nhi đã tay trong tay được hơn 8 năm. Nhưng cách mà cặp đôi nổi tiếng này thể hiện tình yêu cho nhau là ở ngoài đời, thế nào thì không phải ai cũng biết hết. Đông Nhi và ông Cao Thắng đã yêu nhau hơn 8 năm và tình yêu của họ đã khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ bởi họ luôn xuất hiện cùng nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, lẫn trong công việc. Đặc biệt là cả hai luôn giữ hình ảnh rất thân thiện, sạch sẽ, không scandal và giúp họ sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo. Nhắc đến Đông Nhi và ông Cao Thắng là nhắc đến tuổi trẻ, tài năng, sự thân thiện và chuyện tình đẹp như mơ khiến cho nhiều người phải thầm ghen tị. Hiện tại cả hai đang rất thành công trong vai trò điều hành một công ty giải trí đình đám với những gương mặt mới và những sản phẩm âm nhạc có đầu tư kỹ lưỡng. Sau 8 năm yêu nhau, cặp đôi quyền lực của showbiz có vẻ ngày càng trầm tính hơn và chọn cách âm thầm làm hậu phương cho nhau thay vì xuất hiện tay trong tay trên mọi chiến tuyến. Thi thoảng fan mới có dịp nhìn thấy họ cùng nhau lên sóng trong một vài dự án The Voice Kids 2016. Dù vậy, mối quan hệ đã đạt đến độ chín nhất định, khiến cho người hâm mộ luôn có quyền yên tâm về cặp đôi này. Gần đây, một số hình ảnh đã được hé lộ khiến cho fan đoán già đoán non về một đám cưới ngọt ngào trong mối tình 8 năm của cặp đôi trai tài gái sắc. Trong bức ảnh được chia sẻ, Đông Nhi ngọt ngào với đầm trắng tinh khôi, trong khi ông Cao Thắng lại đóng start lịch lãm chuẩn xoáy ca. Ánh mắt tình tứ của cả hai dành cho nhau khiến cho người hâm mộ phải trầm trồ. Hiện tại, dù người trong cuộc chưa có bất cứ động thái nào trước tin đồn, nhưng những người hâm mộ bắt đầu tin vào những căn cứ họ thấy được. Cách đây không lâu, Đông Nhi đã chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip ngắn quay lại hậu trường, chụp ảnh kèm chú thích bày tỏ mong muốn sẽ về một mái ấm. Sẽ là một tin vui dành cho toàn thể các fan của cặp đôi Nhi Thắng nếu đây thực sự là những bức ảnh cưới của hai người.